độc lạ, người đàn ông bỏ ra gần 10 năm trời để tạo ra một siêu phẩm xe đạp lung linh lộng lẫy, ra đường quá xá nổi bật, ai nấy nhìn thấy cũng phải ngoáy nhìn. Và chi tiết câu chuyện như thế nào, Huy xin mời tất cả cô chú anh chị cùng theo dõi video ạ. Lần đầu tiên thấy nguyên chiếc xe đạp mà già khe luôn rồi quý vị. Đồng công thầy nha. Chứ công thầy á. Đây, phía sau nè, biển số là 8686 nha. Lộc Phát nha, số tài Lộc nha. Đó. Đây ngôi sao vàng. Vàng quá trời luôn, cái yên cũng vàng luôn. Bằng đạp tới gì, đồ để gắt chân cũng bằng vàng luôn quý vị ơi. Vàng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài luôn. Đây nè. Wow. Không, cầm cũng hốt vàng luôn à. Kính luôn hả? Sáng loáng luôn. Chiếc này mà đi ngoài đường là hơi bị nổi bật nha. Cái sợi dây xích xe lại á cũng bằng vàng luôn nè. Không như xích bằng vàng luôn nè. Vậy gì vậy? Xích bằng vàng là lạ. Ổ khóa cũng bằng vàng luôn nè. Vô uống cà phê là khóa. Vô uống cà phê là khóa lại thôi luôn nha quý vị. Vô uống cà phê là phải khóa lại nha. Nhưng mà khóa lại, khóa cái bánh thôi, sợ nó giác nguyên chiếc xe nó để trên vai nó chạy đi luôn. Quá xa độc lạ luôn quý vị. Chạy vừa tập dụng mà làm mấy năm rồi đó. Sáng vô cầm. Rồi, ra Huy đã một vòng nha quý vị. Làm tự nhiên đi. Chạy nhanh được không? Được. Không sợ chạy nhanh rồi lỡ nó bị văng mòn một mớ vàng này nọ trên xe chú sao? Không có đâu. Không sao đúng không? Ừ. 3 năm rồi làm chạy ba. Chứ đi làm 3 năm rồi đó nó cũng vậy hoài á. Thôi, chạy đi làm. Chạy tiếp là mới vậy. Một ngày một bước mà. Anh chạy cứng mình còn không? Chạy cứng mình còn. Bánh nó quay đẹp. Thiết kế cho nó có ngôi sao cái chạy, cái bánh đẹp phải không? Cái bánh quay đẹp phải không? Đó cái bánh á, thấy không? Cái bánh nó quay đẹp vậy á. Đang trời mưa lâm râm nha, đang trời mưa lâm râm ra đạp luôn. Nhìn chiếc xe thích thú quá, đang trời mưa nè. Bay ra đạp luôn, quay luôn cho quý vị xem luôn. Quá xá độc lạ luôn quý vị. Bánh nó chạy đẹp lắm. Chú, đứng đây cho con phỏng vấn thấy chú. Con chào chú nha. Ủa chiếc này chú mất bao nhiêu năm để làm ra được cái xe đạp này vậy chú? Cái này từ hồi mà chú làm còn là 10 năm rồi. Một ngày một làm một tí rồi nó mới thành ra được chiếc xe như vậy. Cuộc đời của chú là không biết đi Honda. Rồi chú đi xe đạp mà nhỏ lớn. Thì bây giờ nhờ cái chiếc xe đạp đó chú đi làm, chú kiếm tiền chú sống. Thì bây giờ chú muốn là sáng tạo làm chiếc xe đạp này lên cho nó có ý nghĩa. Cho người ta sẽ dòm ngó chiếc xe đạp nó có giá trị. Ủa chiếc xe đạp này hồi đó giờ có ai trả mua chiếc xe đạp này của chú chưa? Cũng có người trả mua nhưng mà chú nói là cái này là tâm huyết của chú làm để kỷ niệm chơi thôi. Không có bán. Nhưng mà bây giờ thì nếu mà có người mua thì chú sẽ bán giá bao nhiêu? Bây giờ nếu mà có người mua thì tùy theo cái giá mà chú cũng chưa biết giá nữa. Thì nếu mà cái giá nào mà cao thì chú cảm thấy bán được chú bán. Ví dụ giờ có người trả 1 tỷ chú có bán không chú? Nếu mà 1 tỷ thì chú bán rồi. Chú sẽ từ thiện 500 triệu. Wow, quá tốt luôn. Nghĩa là nếu mà có ai mua chiếc xe đạp này 1 tỷ chú sẽ lấy chích ra 500 triệu để làm từ thiện. Một hành động quá là tốt đẹp. Chia sẻ cho những đồng bào nghèo. Rồi mình lấy cái đó rồi mình sáng tạo cái khác nữa. Nghĩa là sau khi bán chiếc xe này xong, chú sẽ làm một chiếc xe mới. Xe mới khác, nó sẽ đẹp hơn nữa. Đẹp hơn nữa, nghĩa là phiên bản 2 đúng không? Tối này chạy sẽ có đèn LED. Wow, tối chạy có đèn LED luôn, nhấp nháy luôn hả chú? Đèn LED nó sẽ sáng lên, cũng sẽ đẹp xe nữa. Chú có thể chạy một vòng để cho khán giả xem hả chú? Rồi. Đây là
chủ nhân của chiếc xe đạp nha quý vị. Rồi, ổn cái yên làm sao trả được không chứ? Wow, quá hay luôn quý vị, quá sáng độc lạ luôn. Chạy ngoài đường là nổi bật luôn. Hai giờ cũng được không? Đi làm cái này mấy năm nay rồi đó, vừa làm rồi vừa đi làm luôn. À, chạy cũng bình thường, cũng ít hư hỏng nhà cho cũng hư hỏng vậy. Ủa là con hỏi thiệt, ở trong đây có cái chỗ nào vàng thiệt không chú? À, có chỗ nào vàng thiệt mà chú chú lén lén chú gắn vô, chú gắn vô mà chú không nói là đâu. Cũng có thể lắm mà. Cũng có thể đó. Bây giờ cái người mua là hên xui thôi. Hên xui đúng không chú? À, người mua là hên xui thôi. Hên xui đúng không? Mua nhiều lúc là ăn lỗ chịu đúng không? Tùy duyên đúng không? Mà loại nóc này là nó loại mình dán này nó là không giờ nó phai. Nó là giờ 5-10 năm nó cũng vậy hoài. Nó không rỉ sét đúng không? Không rỉ sét, không phai luôn. Chú con thấy ở đây là chú ghi 2020 nghĩa là chú này là chú chạy là bắt đầu chú làm xong là chú lấy ra chú chạy là từ 2020 là bắt đầu là chú chạy cái xe này là 4 năm rồi đó, nó không có hư hao. Có nghĩa là ngày đầu tiên mà rô ra chiếc xe này là cái này là 4 năm 2020 đúng rồi. Còn cái lúc mà mình đang làm mình đang gắn là cái này 10 năm. À vẫn để nhà. Rồi lúc mà mình bắt đầu ra cho nó chiếc xứ ra là chạy ra là 2020 đó, chạy này 4 năm rồi đó. Tác phẩm này làm trong vòng 10 năm nha quý vị. Rồi, Huy cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi video thì kênh chuyên về độc lạ. Huy đi trên đường phố hoặc ở đâu Huy thấy có gì hay, độc lạ, thú vị thì Huy sẽ quay và chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem. Cái nút đăng ký kênh bên phải phía dưới, cô chú anh chị mình nhấp vào một cái là ok đó. Còn đang xem trên Facebook là cái nút theo dõi, nhấp vào một cái là ok đó. Huy cũng kính chúc cô chú anh chị mình ngày mới được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đảo một vòng nữa coi cho mọi người thấy chiếc xe đạp huyền thoại lung linh long lanh lấp lánh giác vàng luôn quý vị. Đó. Lâu quá không đặt xe đạp nên nó hơi đó. Hơi loạn choạng nha quý vị. Lâu quá không có đạp xe nó hơi loạn choạng. Quá dữ quá dữ quá dữ. Đạp tự nhiên tối tối mình chở được nhiêu đi uống cà phê là số dắt luôn hả chú? Nó luôn á, đúng mức đúng bài luôn á. Đúng bài luôn. Này mấy chiếc siêu xe hơi là không xi nhê gì đâu. Em đó là phải ngủ rồi mới lên được xe này.